Vừa rồi là một điểm tin mạng xã hội trong ngày của Việt Live. Sau đây xin kính mời quý vị cùng theo dõi tiết mục chân dung nghệ sĩ với bài viết Lời tự thuật của tác giả bài thơ Màu tím hoa sim. Bài viết được đăng trên trang Lao cho Việt Nam vào ngày 14 tháng 3 của năm 2018. Mời quý vị cùng theo dõi. Có lẽ những người yêu thơ và nhạc không ai không biết đến bài Màu tím hoa sim mà Phạm Duy phổ thành nhạc trong ca khúc Áo anh sức chỉ đường ta. Ngoài ra Dũng Chinh cũng phổ nhạc bài thơ này nhưng tôi không thích bằng bài của Phạm Duy. Trong bài thơ sau đây, Hữu Loan kể lại bối cảnh ra đời của bài thơ. Dù đã nghe qua những khó khăn lớn của ông, nhưng tôi không ngờ ông lại khổ cực như mô tả trong bài tự thuật này. Đọc để cảm phục cái tính can trường và bất khuất của tác giả. Bài viết còn nhắc đến vụ cải cách ruộng đất với một cảnh mang rợ như mô tả trong đoạn này. Hai vợ chồng ông bị đội phóng tay phát động quần chúng đưa đem ra cho dân xỉ vả rồi chôn xuống đất, chỉ để hở hai cái đầu lên. Xong họ cho trâu kéo bừa đi qua, đi lại hai cái đầu đó cho đến chết. Hữu Loan, tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, hồi nhỏ không có cơ may cấp sách đến trường như bọn trẻ cùng trang lứa. Chỉ được cha dạy cho dăm ba chữ, bữa có bữa không ở nhà. Cha tôi tuy là tá điền nhưng tư chất lại thông minh hơn người. Lên trung học theo ban hành Thành Chung, tôi cũng học tại Thanh Hóa, không có tiền ra Huế hoặc Hà Nội để học. Đến năm 1938, lúc đó tôi cũng đã 22 tuổi. Tôi ra Hà Nội thi tú tài để chứng tỏ rằng con nhà nghèo cũng thi đỗ đạt như ai. Tuyệt nhiên tôi không có ý định dấn thân vào chốn quan trường. Ai cũng biết thi tú tài thời Pháp rất khó khăn, số người đầu trong kỳ thi đó rất hiếm, hiếm đến nỗi. Năm 60 năm sau, những người cùng thời còn nhớ tên những người đậu khóa ấy. Trong đó có Nguyễn Đình Thi, Hồ Trọng Chiên, Trịnh Văn Xuân, Đỗ Thiện và tôi, Nguyễn Hữu Loan. Với mảnh tú tài tay trong tay, tôi rời quê nhà lên Thanh Hóa để dạy học. Nhãn mác con nhà nghèo học giỏi của tôi được bà Tham Kỳ chú ý, mời về nhà dạy cho hai cậu con trai. Tên thật của bà Tham Kỳ là Đái Thị Ngọc Chất, bà là vợ của ông Lê Đỗ Kỳ, Tổng Thanh tra Canh Nông Đông Dương. Sau này đắc cử dân biểu quốc hội khóa đầu tiên. Ở Thanh Hóa, bà Tham Kỳ có một cửa hàng bán vải và sách báo. Tôi thường ghé lại xem và mua sách, nhờ vậy mới được bà để mắt tới. Bà Tham Kỳ là một người hiền lành, tốt bụng, đối xử với tôi rất tốt, coi tôi chẳng khác như người nhà. Những ngày đầu tiên tôi khoác áo gia sư, bà gọi mãi đứa con gái lúc đó mới 8 tuổi, mới chịu loãng lẽn bước ra khoanh tay, miệng lí nhí. Em chào thầy ạ. Chào xong cô bé bất ngờ mở to đôi mắt nhìn thẳng vào tôi. Đôi mắt to, đen láy, tròn xoe, như có ánh chớp ấy đã hằn sâu vào tâm trí tôi, theo tôi suốt cả cuộc đời. Thế là tôi dạy em đọc, dạy viết. Tên em là Lê Đỗ Thị Ninh, cha làm thanh tra nông lâm ở Sài Gòn nên xin em trong ấy, quen gọi mẹ bằng bá. Em thật thông minh, dạy đâu hiểu đấy, nhưng ít nói và mỗi khi mở miệng thì cứ y như là một bà cô non. Đặc biệt em chăm sóc tôi hàng ngày một cách kín đáo. Em đặt vào góc mâm cơm chỗ tôi ngồi ăn cơm, lúc thì vài quả ớt đỏ ao, lúc thì quả chanh mọng nước em vừa hái ở vườn. Những buổi trưa hè, nhằm lúc tôi ngủ trưa, em lén lấy áo sơ mi trắng tôi treo ở góc nhà mang ra giếng giặt. Có lần tôi kể chuyện bà cụ non ít nói cho hai người anh của em nên nghe. Không ngờ chuyện đến tai em, thế là em giận. Suốt một tuần liền, em nằm lì trong buồng trong, không chịu học hành. Một hôm, bà Thăm Kỳ dẫn tôi vào phòng nơi em đang nằm thiếp đi. Hôm ấy tôi đã nói gì? Tôi không nhớ nữa, chỉ nhớ là tôi đã nói rất nhiều, đã kể chuyện em nghe, rồi tôi đọc thơ. Trưa hôm ấy, em ngồi dậy ăn một bát to cháo gà và bước ra khỏi cửa buồng. Chiều hôm sau, em nằng nặc đòi tôi đưa đi lên khu rừng thông. Cả nhà không ai đồng ý. Mới ốm dậy còn yếu lắm, không đi được đâu. Em không chịu, nhất định đòi đi cho bằng được. Sợ em lại dỗi nên tôi đánh bạo xin phép ông Tham Kỳ đưa em lên núi chơi. Xe kéo chừng một giờ mới tới được chân đồi. Em leo lên đồi nhanh hơn một con sóc. Tôi đuổi theo muốn đứt hơi. Lên đến đỉnh đồi, em ngồi xuống và bảo tôi ngồi xuống bên em. Chúng tôi ngồi thấy một hồi lâu, chẳng nói gì. Bất chợt em nhìn tôi, rồi ngước mắt lên tận chân trời. Không biết lúc đó em nghĩ gì. Bất chợt em hỏi tôi, thầy có thích ăn sim không? Tôi nhìn xuống sườn đồi, tím ngắt một màu sim. Em đứng lên đi xuống sườn đồi, còn tôi vì mệt quá nên nằm thiếp đi trên thảm cỏ. Khi tôi tỉnh dậy, em đã ngồi bên tôi với một chiếc nón đầy ốc sim. Những quả sim đang lấy chín mọng. Thầy ăn đi. Tôi cầm quả sim từ tay em đưa lên miệng trầm trồ, ngọt quá.
Như đã nói, tôi sinh ra trong một gia đình nông dân, quả sim đối với tôi chẳng lạ lẫm gì, nhưng thú thật tôi chưa bao giờ ăn những quả sim ngọt đến thế. Cứ thế chúng tôi ăn hết quả này đến quả khác. Tôi nhìn em cười, hai hàm răng em đỏ tím, đôi môi em cũng đỏ tím, hai bên má thì đỏ tím đỏ một màu sim. Tôi cười phá lên, em cũng cười theo. Cuối mùa đông năm ấy, bất chấp những lời can ngăn, hứa hẹn can thiệp của ông bà Tham Kỳ, tôi lên đường theo kháng chiến. Hôm tiễn tôi, em theo mãi ra tận đầu làng và lặng lẽ đứng nhìn theo. Tôi đi, lên tới bờ đê nhưng xuống đầu làng, em vẫn đứng đó nhỏ bé và mong manh. Em giơ bàn tay nhỏ xíu như chiếc lá sim ra quẩy tôi. Tôi vẫy trả và lầm lũi đi. Tôi quay đầu nhìn lại, em vẫn đứng yên đó. Tôi lại đi và nhìn lại đến khi không còn nhìn thấy em nữa. Những năm tháng ở chiến khu, thỉnh thoảng tôi vẫn được tin tức từ quê lên, cho biết em vẫn khỏe và đã khôn lớn. Sau này nghe bạn bè kể lại, khi em mới 15 tuổi đã có nhiều chàng trai đến ngỏ lời cầu hôn, nhưng em cứ trốn trong buồng, không chịu ra tiếp ai bao giờ. 9 năm sau, tôi trở về nhà, về nông cống tìm em. Hôm gặp em ở đầu làng, tôi hỏi em, hỏi rất nhiều, nhưng em không nói gì, chỉ bẽn lẽn lắc hoặc là gật đầu. Em giờ đây không còn là cô học trò Ninh bướng bỉnh nữa rồi, em đã gần 17 tuổi, đã là một cô gái xinh đẹp. Yêu nhau lắm nhưng tôi vẫn lo sợ vì hai gia đình không môn đăng hộ đối một chút nào cả. Mãi sau này mới biết việc hợp hôn của chúng tôi thành công là do bố mẹ em ngấm ngầm soạn kịch bản. Một tuần sau đó chúng tôi kết hôn. Tôi bàn việc may áo cưới thì em gạt đi, không đòi may áo cưới trong ngày hợp hôn, bảo rằng là yêu nhau, thương nhau, cốt là cái tâm và cái tình bền chặt là hơn cả. Tôi cao ráo, học giỏi, làm thơ hay, lại đẹp trai nên em thường gọi đùa là anh chồng độc đáo. Đám cưới được tổ chức ở ấp Thị Long, huyện Nông Công, tỉnh Thanh Hóa của gia đình em, nơi ông Lê Đỗ Kỳ có hàng trăm mẫu ruộng. Đám cưới rất đơn sơ, nhưng khỏi nói hai chúng tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết. Hai tuần phép của tôi trôi qua thật nhanh, tôi phải tức tốc lên đường hành quân, theo sư đoàn 304 lệ làm. Hai tuần phép của tôi trôi qua thật nhanh, tôi phải tức tốc lên đường hành quân, theo sư đoàn 304 làm chú bút tờ chiến sĩ. Hôm tiễn tôi lên đường, em vẫn đứng ở đầu làng, nơi 9 năm trước em đã đứng. Chỉ có giờ em không còn là cô bé Ninh nữa, mà là người bạn đời yêu quý của tôi. Tôi bước đi rồi quay nhìn lại. Nếu như 9 năm về trước, nhìn lại chỉ thấy một nỗi buồn man mác, thì lần này tôi thật sự đau buồn. Đôi chân tôi như muốn khuỵu xuống. 3 tháng sau, tôi nhận được tin dữ. Vợ tôi qua đời, em chết thật thảm thương. Hôm đó là ngày 25 tháng 5 âm lịch năm 1948. Em đưa quần áo ra giặt ngoài sông chuồng thuộc ấp Thị Long, Nông Cống vì muốn chụp lại tấm áo bị nước cuốn trôi nên trượt chân, chết đuối. Con nước lớn đã cuốn em vào lòng nó, cướp đi của tôi người bạn lòng tri kỷ, để lại tôi nỗi đau không gì bù đắp nổi. Nỗi đau ấy gần 60 năm qua vẫn nằm sâu thẳm trong trái tim tôi. Tôi phải giấu kín nỗi đau trong lòng, không được cho đồng đội biết để tránh ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu của họ. Tôi như một cái xác không hồn, dường như càng kìm nén thì nỗi đau càng dữ dội hơn. May sau đó có đợt chỉnh huấn, cấp trên bảo ai có tâm sự gì cứ nói ra, nói cho hết. Chỉ chờ có thế, cơn đau trong lòng tôi được buông ra. Khi ấy chúng tôi đang đóng quân ở Nghệ An, tôi ngồi lặng đi ở đầu làng, hai mắt tôi đẫm nước. Tôi lấy bút ra, ghi chép. Chẳng cần phải suy nghĩ gì, những câu, những chữ mộc mạc cứ trào ra. Nhà nàng có 3 người anh đi bộ đội, những em nàng có em, chưa biết nói. Khi tóc nàng đang xanh, tôi về không gặp nàng. Về viếng mộ nàng, tôi dùng chiếc bình hoa ngày cưới làm bình hương, viết lại bài thơ và chiếc quạt giấy để lại cho người bạn ở Thanh Hóa. Anh bạn này đã chép lại và truyền tay nhau trong suốt những năm chiến tranh. Đó là bài thơ Màu Tím Hoa Sim. Đến đây chắc bạn biết tôi là Hữu Loan, Nguyễn Hữu Loan, sinh ngày 2 tháng 4 của năm 1916, hiện đang ở nhà trong vườn ở làng Nguyên Hoàng, nơi tôi gọi là chỗ quê đẻ của tôi đấy, thuộc xã Mai Lĩnh, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Em Ninh rất ưa mặc áo màu tím hoa sim. Lạ thay, nơi em bị nước cuốn trôi dưới chân núi Nưa cũng thường nở đầy những bông hoa sim tím. Cho nên tôi viết mới nổi những câu chiều hành quân qua những đồi sim, những đồi sim, những đồi hoa sim. Những đồi hoa sim dài trong chiều không hết, màu tím hoa sim, tím cả chiều hoang biển biệt. Và chiều hoang tím có chiều hoang biếc, chiều hoang tím tím thêm màu da diết. Mất nàng, mất tất cả, tôi chán đời, chán kháng chiến, bỏ đồng đội, từ giã văn đàn về quê làm ruộng. Một phần cũng vì tính tôi hay cãi, thích chống đối, không thể làm gì trái với suy nghĩ của tôi. Bọn họ chê tôi ủy mị, hoạch hòe đủ điều, không chấp nhận đơn từ bỏ kháng chiến của tôi. Mặc kệ,
Tôi thương tôi nhớ hoa sim của tôi quá. Với lại tôi cũng chán ngấy bọn họ quá rồi. Đó là thời năm 1955 đến năm 1956, khi phong trào văn nghệ sĩ bùng lên với sự xuất hiện của nhóm nhân văn giải phẩm chống chính sách độc tài, đồng thời chống những kẻ bồi bút đăng tâm lừa thầy phản bạn, dốc tâm ca ngợi cái này cái nọ để kiếm chút cơm thừa canh cạn. Làm thơ thì phải có cái tâm thật thiêng liêng thì thơ mới hay. Thơ hay thì sống mãi, làm thơ mà không có tình, có tâm thì chả ra gì. Làm thơ lúc bấy giờ là phải ca tụng, trong khi đó tôi lại đề cao tình yêu. Tôi khóc người vợ tử tế của mình, người bạn đời hiếm có của mình. Lúc đó tôi khóc như vậy họ cho là khóc cái tình cảm riêng. Y như trong thơ nói ấy, tôi lấy vợ rồi ra mặt trận, mới lấy nhau chưa được hơn một tháng, ở nhà vợ tôi đi giặt rồi chết đuối ở sông. Tôi thấy đau xót, tôi làm bài thơ ấy tôi khóc, vậy mà họ cho tôi là phản động. Tôi phản động ở chỗ nào? Cái đau khổ của con người tại sao lại không được khóc? Bọn họ xúc phạm đến tình cảm thiêng liêng của tôi đối với người vợ mà tôi hằng yêu quý. Cho đến vào năm 1956, tôi bỏ đảng, bỏ cơ quan, về nhà để đi cày. Họ không cho bỏ, bắt tôi phải làm đơn xin. Tôi không xin, tôi muốn bỏ là bỏ, không ai bắt được. Tôi bỏ, tôi về, tôi phải đi cày, đi bừa, đi đống củi, đi xe đá để bán. Bọn họ bắt giữ xe tôi, đến nỗi tôi phải đi xe cút kích, loại xe đóng bằng gỗ. Có một bánh xe cũng bằng gỗ ở phía trước, có hai cái càng ở phía sau để đụng hay kéo. Xe cút kích họ cũng không cho, tôi phải gánh bộ, gánh bằng vai tôi cũng cứ gánh, không bao giờ tôi bị khuất phục. Họ theo dõi, ngăn cản, đi đến đâu cũng có công an theo dõi, cho người hại tôi. Nhưng lúc nào cũng có người cứu tôi. Có một cái lạ là thơ của tôi đã có lần cứu sống tôi. Lần đó tên công an mật nói thật với tôi là nó được giao lệnh giết tôi. Nhưng nó sinh ở Yên Mô, thường đem bài Yên Mô của tôi nói về tỉnh Yên Bình, quê nó ra đọc cho đỡ nhớ. Vì vậy nó không nỡ giết tôi. Ngoài Yên Mô, tôi cũng có một vài bài thơ khác được mến chuộc. Sau năm 1956, khi tôi về rồi thấy cán bộ khổ quá, tôi đã làm bài Chiếc Chiếu, kể chuyện cán bộ khổ đến độ không có chiếc chiếu để nằm. Định mệnh đưa đẩy, dắt tôi đến với một phụ nữ khác, sống cùng tôi cho đến tận bây giờ. Cô tên là Phạm Thị Nhu, cũng là phụ nữ có tâm hồn sâu sắc. Cô vốn là một nạn nhân của chiến dịch cải cách ruộng đất, đấu tố địa chủ năm 1954, năm 1955. Lúc đó tôi còn là chính trị viên của tiểu đoàn, tôi thấy tận mắt những chuyện đấu tố. Là người có học lại có tâm hồn nghệ sĩ nên tôi cảm thấy chán nản quá, không còn hăng hái nữa. Thú thật lúc đó tôi thất vọng vô cùng. Trong một xã thuộc huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cách xa nơi tôi ở 15 cây số, có một gia đình địa chủ rất giàu, nắm trong gần 500 mẫu tư điền. Trước đây ông địa chủ đó giàu lòng nhân đạo và rất yêu nước. Ông thấy bộ đội sư đoàn 304 của tôi thiếu ăn nên ông thường cho tá điền gánh gạo đến chỗ đóng quân để ủng hộ. Tôi là trưởng phòng tuyên huấn và chính trị viên của tiểu đoàn nên phải thay mặt anh em ra cảm ơn tấm lòng tốt của ông, đồng thời đề nghị lên sư đoàn trưởng trao tặng bằng khen ngợi để vinh danh ông. Thế rồi một hôm, tôi nghe tin gia đình ông đã bị đấu tố. Hai vợ chồng ông bị đội phóng tay phát động quần chúng đem ra cho dân sĩ vả, rồi chôn xuống đất, chỉ để hở hai cái đầu lên. Xong họ cho trâu kéo bừa đi qua đi lại hai cái đầu đó, cho đến chết. Gia đình ông bà địa chủ bị xử tử hết. Chỉ có một cô gái 17 tuổi được tha chết, nhưng bị đội phóng tay phát động đuổi ra khỏi nhà với vài bộ quần áo cũ rách. Tàn nhẫn hơn nữa, chúng còn ra lệnh cấm không cho ai được liên hệ, nuôi nấng hoặc thuê cô ta làm công. Thời đó, cán bộ cấm đoán dân chúng cả việc lấy con cái địa chủ làm vợ làm chồng. Biết chuyện thảm thương của gia đình ông bà địa chủ, tôi hằng nhớ ơn. Tôi trở về xã đó xem cô con gái họ sinh sống ra sao, vì trước kia tôi cũng biết mặt cô ta. Tôi vẫn chưa thể nào quên được hình ảnh của một cô bé cứ buổi chiều lại lén lút đứng núp bên ngoài cửa sổ nghe tôi giảng kiều ở trường Mai Anh Tuấn. Lúc gần tới xã, tôi gặp cô ta áo quần rách rưới, mặt mày lem luốc. Cô ta lom khom nhặt những củ khoai mà dân bỏ sót, nhét vào túi áo, chùi vào một củ rồi đưa lên miệng gặm, ăn khoai sống cho đỡ đói. Quá xúc động, nước mắt muốn ứa ra, tôi đến gần và hỏi thăm và được cô bé kể lại rành rọt hôm bị đấu tố cha mẹ, cô bị chết ra sao. Cô khóc rưng rức và nói rằng gặp ai cũng bị xua đuổi. Hằng ngày cô đi móc khoai ăn đỡ đói lòng, tối về ngủ trong chiếc miếu hoang. Cô rất lo lắng, sợ bị làm bậy và không biết ngày mai còn sống hay bị chết đói. Tôi suy nghĩ rất nhiều, bèn quyết định đem cô về làng tôi và bất chấp lệnh cấm, lấy cô làm vợ. Sự quyết định của tôi không lầm. Quê tôi nghèo, lúc đó tôi còn ở trong bộ đội nên không có tiền, nhưng cô chịu thương, chịu khó, bữa đói, bữa no.
Cho đến bây giờ, cô đã cho tôi 10 người con, 6 trai, 4 gái và cho nội ngoại hơn 30 đứa. Trong mấy chục năm dài, tôi về quê an phận thủ thường, chẳng màng đến thế sự, ngày ngày đào đá núi đem đi bán, túi dắt theo vài cuốn sách cũ tiếng Pháp, tiếng Việt đọc cho giải sầu, lâu lâu nổi hứng thì làm thơ, thế mà chúng vẫn trù dập, không chịu để tôi yên. Tới hồi mới mở cửa, tôi được ve vãn, mời gia nhập hội nhà văn, tôi chẳng thèm gia nhập làm gì. Năm 1988, tôi tái xuất giang hồ sau 30 năm tự chôn và bị chôn mình ở chốn quê nghèo đèo heo hút gió. Tôi lang bạt gần một năm trời theo chuyến đi xuyên Việt do Hội Văn nghệ Lâm Đồng và tạp chí Lam Bian tổ chức để đòi tự do sáng tác, tự do báo chí, xuất bản và đổi mới thực sự. Vào tuổi gần đất xa trời, cuối năm 2004, công ty VTB đột nhiên đề nghị mua bản quyền bài Màu tím hoa sim của tôi với giá 100 triệu đồng. Họ bảo đó là một hình thức bảo tồn tài sản văn hóa. Thì cũng được đi, khoản tiền 100 triệu trừ thuế đi còn 90 triệu, chia lọc cho 10 đứa con hết 60 triệu đồng. Tôi giữ lại 30 triệu đồng, phòng đau ốm lúc tuổi già. Sau khi trích ra một ít để in tập thơ khoảng 40 bài mang tên thơ Hữu Loan, sau vụ này cũng có một số công ty khác xin ký hợp đồng mua mấy bài thơ khác, nhưng tôi từ chối. Thơ tôi làm ra không phải để bán.